Chào tất cả mọi người. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn thêm một cái thủ thuật nữa của phép nhân. Đó chính là nhân các cặp số giống nhau. Rồi, đây là hai bài tương tự. 1111 nhân với 1111 và 222 nhân cho 555. Chúng ta chỉ mất 3 giây để tìm được đáp án của hai phép tính này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cái thủ thuật nhân các cặp số giống nhau nha các bạn. Đầu tiên là hai chữ số nhân cho hai chữ số. Với các bài là 22 nhân 22. 33 nhân 33. 44 nhân 44. 55 nhân 55. Rồi các bạn nhìn đây, đối với các bài có dạng như thế này, chúng ta sẽ lấy kết quả của từng vế. Có nghĩa là 22 nhân cho 22 chúng ta có hai vế này. Ta sẽ lấy 2 nhân 2 là 4. Chúng ta viết số 4. Chúng ta sẽ viết kết quả từ bên phải chúng ta viết qua nha các bạn. Tiếp tục. Vế bên này là 4 này, vế bên này là 4. Chúng ta sẽ cộng hai cái vế này lại là 4 cộng 4 được 8. Rồi, 2 nhân 2 là bằng 4. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 484. Tương tự, 33 nhân cho 33 cũng vậy. 3 nhân 3 là được 9 nè các bạn. Rồi, 2 vế 9 cộng với nhau là được 18. Chúng ta sẽ viết con 8, chúng ta nhớ 1 nè. Tiếp tục, 3 nhân 3 là 9, nhớ 1 nữa là 10. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 1089. Rất là nhanh. Không cần đặt phép tính nha các bạn. Tương tự, 44 nhân cho 44. 4 nhân 4 là 16, chúng ta sẽ viết con 6, chúng ta nhớ 1. Rồi, vế bên này 16, vế bên này 16, chúng ta cộng lại sẽ là 32. 32 nhớ 1 lúc nãy nữa là 33, chúng ta sẽ viết con 3, chúng ta nhớ 3. Tương tự, vế bên này là 4 nhân 4 là 16. 16 nhớ 3 nữa là bằng 19. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 1936. Tương tự với phép toán 55 nhân cho 55. 5 x 5 là bằng 25 nè các bạn. Chúng ta sẽ viết con 5, chúng ta nhớ 2. Rồi, 2 vế cộng với nhau là 25, cộng 25 là được 50. 50 nhớ 2 nữa là 52. Chúng ta sẽ viết con 2, chúng ta nhớ 5. Tiếp tục, 5 x 5 là bằng 25. 25 với 5 nữa là bằng 30. Kết quả của chúng ta sẽ bằng 3025. Rồi, tương tự. 66 nhân cho 66. 77 nhân cho 77, 88 nhân cho 88 và 99 nhân cho 99. Rồi, gặp những bài với cái dạng tương tự, chúng ta sẽ automatic chúng ta làm ha. Rồi, 6 nhân 6 là 36, chúng ta sẽ viết con 6, chúng ta nhớ 3 nè các bạn. Rồi, 36 cộng cho 36 sẽ là bằng 72. 72 nhớ 3 lúc nãy nữa là bằng 75, chúng ta sẽ viết con 5, chúng ta nhớ 7. Tiếp tục, 6 x 6 là 36, 36 với 7 là 40, 42. 36 với 7 là 40, 43, mình xin lỗi, 43. Kết quả chúng ta sẽ là bằng 4356. Tương tự, 77 nhân cho 77, 77 là 7 x 7 là 49 nè các bạn. Chúng ta sẽ viết con 9, chúng ta nhớ 4. Rồi, 49 cộng cho 49 là bằng 98. 98 với 4 là 102. 102 thì chúng ta sẽ viết con 2, chúng ta nhớ 10. Các bạn nhớ ha. 102 chúng ta sẽ viết con 2, chúng ta nhớ 10. Rồi, 7 x 7 là bằng 49. 49 với 10 nhớ là bằng 59. Kết quả chúng ta sẽ là bằng 5920. Tương tự, 88 nhân cho 88 nè các bạn. 8 x 8 là 64, chúng ta sẽ viết con 4, chúng ta nhớ 6 nè. Rồi, 64 cộng cho 64 sẽ bằng 120, 128, 128 với 6 là 134. 134 chúng ta sẽ viết con 4, chúng ta nhớ 13. 134 các bạn, viết con 4 và nhớ 13. Tiếp tục, 8 x 8 là bằng 64. 64 và 13 là 70, 77. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 7744. Tương tự, 99 nhân cho 99. Rồi, 99 nhân cho 99, 9 nhân 9 là bằng 81, chúng ta sẽ viết con 1, chúng ta nhớ 8 nè các bạn.
Rồi, 81 cộng cho 81 là 162. 162 với 8 nữa là 170. 170 chúng ta sẽ viết con 0, chúng ta nhớ 17 này. Rồi, 9 nhân 9 là bằng 81. 81 và 17 là 90, 98. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 9801. Rồi tiếp tục qua 3 chữ số. Qua 3 chữ số với các bài như bài trở mình trở lại với bài này ha. Hai bài toán như thế này, chúng ta mất trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giây. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra đáp án của hai cái bài toán này. Tiếp tục là ba chữ số giống nhau nhân với nhau. Chúng ta sẽ đi tìm quy luật của dãy số 11. Rồi, đầu tiên là 11 nhân với 11. 111 nhân cho 111. 1111 nhân cho 1111. 5 chữ số 1 nhân với nhau nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 6 chữ số 1 nhân với nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhân cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 111.000, 111 nhân cho 111.000, 111. Rồi, kết quả các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bài này, chúng ta sẽ mất 5 giây để ghi kết quả của 5 bài này nha các bạn. Rồi, 2 số 1 nhân với nhau, kết quả của chúng ta sẽ là bằng 1, 2, 1. 3 chữ số 1 nhân với nhau, kết quả của chúng ta sẽ là bằng 1, 2, 3, 2, 1. Rồi, 4 chữ số 1 nhân với nhau, kết quả của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Rồi, 5 chữ số 1 nhân với nhau, kết quả của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, 6 chữ số 1 nhân với nhau, kết quả của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, đến đây các bạn đã tìm ra được cái quy luật của cặp số 11 nhân với nhau chưa ạ? Đầu tiên là hai chữ số. Dãy số đầu tiên sẽ tiến lên 2 này và giảm xuống 1. Tương tự 3 chữ số, 1 nhân với 3 chữ số 1. Kết quả sẽ là 1, 2, 3. Tiếp tục giảm 2, 1. Tương tự 4 chữ số 1, kết quả sẽ tăng từ 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 chữ số 1 nhân với nhau thì kết quả sẽ tăng lên tới 4. Và giảm nè, 3, 2, 1. Tăng rồi, rồi giảm nha các bạn. Tương tự 5 chữ số 1 nhân với 5 chữ số 1. Tăng lên 1, 2, 3, 4, 5. Tăng lên đến 5 nè. Và giảm 4, 3, 2, 1. Tương tự 6 chữ số 1 nhân với nhau thì kết quả sẽ tăng lên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Rồi tiếp tục giảm 5, 4, 3, 2, 1. Có nghĩa là ví dụ 7 chữ số 1 nhân với nhau thì kết quả sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi tiếp tục 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi đây là quy luật của dãy số 11 nhân với nhau. Từ cái quy luật này chúng ta sẽ đi tìm cái cách để giải bài toán có 3 chữ số nhân, 3 chữ số giống nhau nhân với nhau. Rồi mình ví dụ 222 nhân cho 222. Rồi 333 nhân cho 333. 444 nhân cho 444. Rồi, đầu tiên là bài 222 nhân cho 222. Các bạn nhìn đây, 222 nhân cho 222. Từ cái số 222 này chúng ta sẽ phân tích ra là bằng 2 nhân cho 111. Và 222 này cũng là 2 nhân cho 111. Rồi kết quả, kết quả của cái phép tính này sẽ là bằng 4 nhân cho 2 nhân 2 bằng 4 nè các bạn. 4 nhân cho 111 nhân cho 111 sẽ là bằng 1, 2, 3, 2, 1. Rồi từ kết quả, từ phép tính 3 chữ số nhân cho 3 chữ số, chúng ta sẽ đưa về nhân cho 1 chữ số. Rồi, cách nhân thì chúng ta 4 nhân 1 là bằng 4 nè các bạn. Rồi, 4 nhân 2 là bằng 8. 4 nhân 3 là 12. Chúng ta sẽ viết con 2, chúng ta nhớ 1 nè. 4 nhân 2 là 8, nhớ 1 là 9. 4 nhân 1 là 4. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 49.200.
84. Tương tự đối với bài 33 nhân cho 33 cũng vậy nha các bạn. Bạn nhìn đây. 333 nhân cho 333. Chúng ta cũng đưa về dạng là nhân cho một chỉ số. 333 này thì chúng ta sẽ phân tích là bằng 3 nhân cho 111 nè. Nhân cho 3 nhân cho 111. Rồi, kết quả của chúng ta sẽ là bằng 9 nhân cho 123221. Rồi, cách nhân thì chúng ta sẽ nhân từ bên phải, chúng ta nhân vào nha các bạn. 9 nhân 1 là bằng 9 nè. 9 nhân 2 18, viết 8 nhớ 1. 9 nhân 3 27, nhớ 1 là 28, viết 8 nhớ 2 nè. 9 nhân 2 18, nhớ 2 là 20, viết 0 nhớ 2 nè. 9 nhân 1 là 9, nhớ 2 nhớ là 11. Kết quả của phép tính này là 110.889. Rồi, mình sẽ trở lại với cái bài này. Các bạn, hai bài này như lúc đầu mình nói chỉ cần mất từ 3 đến 5 giây để chúng ta giải. Rồi, cái bài phía trên này 4 chữ số 1 nhân với nhau thì mình đã nói lúc nãy rồi ha. Tiếp tục với cái bài 222 nhân cho 555 này thì mình sẽ phân tích là 222 chính là bằng 2 nhân cho 111. Rồi, 555 chính là bằng 5 nhân cho 111. Rồi, kết quả của chúng ta sẽ là bằng 10 nhân cho 12321. Rồi, kết quả của chúng ta sẽ là bằng 123210. Rồi, có nghĩa là chúng ta chỉ việc thêm số 0 vào thôi. Với cái bài này thì chúng ta có thể nhẩm được, không cần đặt phép tính như thế này nha các bạn. Chúng ta có thể nhẩm được là 111 sẽ là 12321 và 2 x 5 là bằng 10. Chúng ta sẽ thêm số 0 ở phía sau nữa thôi. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người.